nóng Ukraine, tiểu đoàn Anop thành lập phân đội mới ở Kharkov để chống lại quân đội Nga. Một phân đội mới của tiểu đoàn Anop khét tiếng Ukraine vừa được thành lập tại Kharkov, miền đông Ukraine, không lâu sau khi Nga rút dần lực lượng khỏi thành phố này, hãng thông tấn Union của Ukraine cho biết. Theo Trainer ORG, các binh sĩ của phân đội Anop mới thành lập sẽ lĩnh nhiệm vụ bảo vệ khu vực Kharkov khỏi các lực lượng Nga. Tiểu đoàn Anop thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã tham gia trận chiến tại trào lửa Mariupol, một thành phố cảng trọng yếu của biển Anop bị Nga bao vây trong hơn 2 tháng. Các binh sĩ Anop được xem là lực lượng kháng cự nòng cốt của lực lượng Ukraine tại Mariupol. Tuy nhiên, đầu tháng này, Nga tuyên bố chiến thắng trong trận chiến giành Mariupol và cho biết có tổng cộng 2.439 binh sĩ Ukraine đã ra đầu hàng, bao gồm hàng trăm thành viên của tiểu đoàn Anop. Tiểu đoàn Anop được thành lập vào năm 2014 với tư cách là nhóm dân quân tình nguyện đối phó với lực lượng quân sự của các nước Cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine. Nhiều thành viên ban đầu của tiểu đoàn Anop có quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Sau đó, khi được hợp nhất với lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, các chỉ huy của tiểu đoàn Anop khẳng định lực lượng này đã loại bỏ tư tưởng cực đoan. Tuy nhiên, Moscow vẫn coi tiểu đoàn Anop là lực lượng tân phát xít. Giữa tháng 5 vừa qua, Nga bắt đầu rút dần lực lượng gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine sau nhiều tuần giao tranh, nhằm tập trung cho mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Kharkov vốn là một trong những mục tiêu tiến công đầu tiên của quân đội Nga kể từ khi Nga Moscow khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, đến ngày giao tranh thứ 80, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang rút dần khỏi khu vực này để tái triển khai tới Romash sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng phòng thủ Ukraine. Tuy nhiên, Kharkov vẫn nằm trong tầm bắn phá của tên lửa và pháo binh của Nga. Ukraine ngày 30 tháng 5 cho biết, Nga đã tăng cường pháo kích vào một số khu vực ở ngoại ô Kharkov, nhưng các lực lượng phòng thủ ở đây đã đáp trả mạnh mẽ. Ngày thứ 97 chiến sự Ukraine, giành giật từng khu phố ở Severodonetsk Lực lượng Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt và giành giật từng khu phố ở Severodonetsk, thành phố quan trọng chiến lược với cả hai bên. Lực lượng Ukraine hôm nay cố gắng cầm cự ở thành phố Severodonetsk, thuộc tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine, chống lại đợt tấn công tổng lực của Nga với mục tiêu mà họ đã tập trung pháo kích trong những ngày gần đây. Chúng tôi có thể nói rằng 1 phần 3 Severodonetsk đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Leonid Pashasnik, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cho hay. Ông nói giao tranh đang diễn ra dữ dội trong thành phố nhưng thừa nhận lực lượng của Nga không tiến nhanh như mong đợi. Ông tuyên bố các lực lượng thân Moscow muốn duy trì cơ sở hạ tầng của thành phố và di chuyển chậm vì cảnh giác với các nhà máy hóa chất xung quanh. Trong khi đó, Alexander Shil, người đứng đầu chính quyền thành phố, cho biết là Nga đã kiểm soát một nửa Severodonetsk. Thành phố đã bị chia làm đôi, nhưng quân đội Ukraine vẫn đang cầm cự. Nó vẫn thuộc kiểm soát của Ukraine, ông nói, đồng thời khuyên cáo những người còn mắc kẹt ở thành phố này hay ở trong hầm trú ẩn. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, giao tranh ở Severodonetsk là một cuộc chạy đua với thời gian của Nga. Thành phố này có vai trò quan trọng trong nỗ lực của Moscow nhằm nhanh chóng hoàn tất kiểm soát vùng công nghiệp Dobas ở miền đông Ukraine trước khi các khí tài hạng nặng của phương Tây đến được với lực lượng đối phương ở tiền tuyến. Điện Kremlin nhận ra rằng họ không thể lãng phí thời gian và nên tận dụng cơ hội cuối để mở rộng vùng kiểm soát trước khi khí tài phương Tây khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nhà phân tích quân sự Ukraine Oles Dranov nói, Ukraine cho biết Nga đã phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng của Severodonetsk bằng các cuộc pháo kích không ngừng, cùng các cuộc tấn công gây thương vong lớn trên mặt đất. Thống đốc tỉnh Luhansk Sergei Haidai cho biết Nga đang tiến sâu vào trung tâm thành phố nhưng với tốc độ chậm. Ông Haidai cho biết lực lượng Ukraine phòng thủ trong thành phố khó có khả năng bị bao vây bởi họ có thể rút qua sông Sersky Donetsk để đến Lysychansk. Thành phố nằm bên kia sông đối diện với Severodonetsk, Jan Agilent, tổng thư ký của Hội đồng Người tị nạn Uy, cơ quan viện trợ hoạt động từ lâu tại thành phố Severodonetsk, lo ngại có khoảng 12.000 dân thường bị mắc kẹt trong thành phố, sống trong điều kiện thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men và điện. Giới chức địa phương ước tính khoảng 1.500 dân thường đã không qua khỏi ở Severodonetsk kể từ khi xung đột quân sự nổ ra. Một phần do các cuộc giao tranh và một phần là do thiếu thuốc men, điều trị y tế. Những nơi khác trên chiến trường Donbass không có những thay đổi lớn. Ở phía đông, Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tìm cách tấn công các khu vực dọc theo mặt trận chính, đồng thời dồn lực vào thành phố Slovanh Ở phía nam, Ukraine trong những ngày gần đây tuyên bố đẩy lùi lực lượng Nga trên bờ sông Ihules, dọc ranh giới của tỉnh Kherson mà Moscow kiểm soát. Bộ chỉ huy chiến dịch miền Nam của quân đội Ukraine cho biết, giao tranh và pháo kích vẫn tiếp tục ở khu vực Kherson, thêm rằng là nhiều cư dân phải sống trong cảnh thiếu điện nước, viện trợ nhân đạo và thuốc men. Kirin Shemosov, phó tỉnh trưởng chính quyền quân sự dân sự vùng Kherson, hôm 31 tháng 5 tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng khu vực Kherson dự định gia nhập Nga trong tương lai gần, trở thành một phần chính thức của Nga. Một số thành phố ở miền nam Ukraine như là Kherson, Melitopol bị phong tỏa thông tin hoàn toàn. Ngoài ra, Ukraine cho biết là Nga cũng pháo kích vào khu vực Sumy gần biên giới nước này. Oles Dranov, nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết là cuộc tiến công của Nga ở Severodonetsk và Lysychansk là một phần trong đạt tấn công tổng lực mà Moscow phát động gần đây. Ông cho biết là cường độ giao tranh và các cuộc tiến công của Nga những ngày qua đã khiến Ukraine bất ngờ. Bộ Quốc phòng Anh hôm nay đánh giá Nga đạt thành công cục bộ trong chiến dịch tại miền đông Ukraine song cho rằng điều này bù lực lượng Nga phải chấp nhận rủi ro ở những nơi khác trên vùng họ kiểm soát. Về viện trợ khí tài từ phương Tây, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30 tháng 5 tuyên bố Mỹ không có kế hoạch gửi các hệ thống pháo phản lực tầm xa tới Ukraine do lo ngại chúng có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ của Nga, làm leo thang căng thẳng. Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, gọi đây là một quyết định hợp lý. Ông cảnh báo rằng nếu các thành phố của chúng tôi bị tấn công, lực lượng Nga sẽ không kích vào các trung tâm đưa ra quyết định như vậy. Văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền hôm nay cho biết là hơn 9.000 dân thường thương vong kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, trong đó hơn 4.100 người đã tử vong. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cũng cho biết hơn 6,5 triệu người đã phải rời Ukraine và hơn 7 triệu người khác phải sơ tán trong nước do giao tranh. Nga sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột với Ukraine Quan chức Nga tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán và ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine sau hơn 3 tháng xung đột. Chúng tôi cười mở với các cuộc đàm phán. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng các giải pháp ngoại giao hòa bình là cần thiết, nhưng cả hai bên cần có ý chí để thực hiện điều đó. Chúng tôi khẳng định lại rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán để ký các thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và mang lại hòa bình, nhưng chúng tôi không thấy phản hồi nào từ Kiev. Chủ tịch Hội đồng Liên bang thượng viện Nga Valentina Matvienko hôm 31 tháng 5 cho biết bà Matvienko nhắc lại rằng Trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Nga đã có các cuộc đàm phán với các đối tác phương Tây và Mỹ yêu cầu đảm bảo an ninh chung, không thể chia cắt trên lục địa châu Âu. Rất tiếc chúng tôi không nhận được phản hồi tương xứng. Sau khi Ukraine nói rằng họ muốn trở thành một cường quốc hạt nhân và khi chúng tôi thấy đất nước của họ tràn ngập khí tài, bao gồm cả khí tài tấn công, chúng tôi biết rằng họ đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công vũ trang thứ ba vào các khu vực Donetsk và Luhansk. Khi đó chúng tôi không còn lối thoát nào khác, không còn lựa chọn nào khác để đảm bảo an ninh cho chúng tôi. Quan chức Nga nhấn mạnh. Theo bà Marvienko, Nga và Ukraine từng tiến rất gần đến việc ký một thỏa thuận hòa bình, tuy nhiên các lực lượng bên ngoài không để điều đó xảy ra. Chúng tôi từng đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Chúng tôi đã giúp quân khỏi Kiev, Kharkov và một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với cả Ukraine và Nga trên thực tế đã sẵn sàng. Điều quan trọng nhất của thỏa thuận là Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập như Áo và là một quốc gia phi hạt nhân hóa. Ukraine đã thúc đẩy các điều kiện của riêng họ, tuy nhiên thật đáng tiếc Lực lượng kiểm soát Ukraine từ bên ngoài đã không cho phép ký thỏa thuận này, bà Matvienko nói thêm. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 31 tháng 5 cho biết, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 23 tháng 5 tuyên bố Tổng thống Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột. Tổng thống Putin tuần trước khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rienko tuyên bố phía nga sẵn sàng quay trở lại đàm phán với ukraine ngay sau khi kiev thể hiện quan điểm mang tính xây dựng và đáp ứng các đề xuất của moscow trưởng đoàn đàm phán nga vladimir Mensky sau đó đã nói rằng moscow luôn sẵn sàng nối lại đàm phán với kiev trong khi đó cố vấn văn phòng tổng thống ukraine mikhail porozhan khẳng định ukraine chỉ có thể chấp nhận lệnh ngừng bắn với nga nếu nga rút quân hoàn toàn khỏi ukraine theo ông porozhan các cuộc đàm phán với nga về việc giải quyết xung đột đã bị đình chỉ do nga vẫn mang tư duy dập khuôn